Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một đôi loa đến từ thương hiệu nổi tiếng của thế giới, đó đến từ nước Anh Quốc, đó là Tannoy. Thì Tannoy thì ai cũng biết, dù chơi hoặc chưa chơi thì cũng đều một lần nghe nói nếu là người chơi audio. Thì hôm nay Khôi giới thiệu với anh em một cặp loa được gọi là hàng hiếm của hãng, đó là Tannoy D30 Rose Gold, chính xác là Rose Gold. Thì Rose Gold nó gọi là màu gỗ đỏ đó nè, đỏ máu đó nha, dịch ra nó tạm hiểu là vậy. Thì đây là một cái cặp loa nó bình dân, tuy nhiên là nó có những cái điểm, những cái mà rất là hiếm, rất là hay, mà nó phù hợp với các cái yếu tố tại thị trường của Việt Nam, ví dụ như thùng gỗ làn này, đẹp này, vân gỗ đỏ này, có lực, đánh có lực này nè, đại loại nó vậy, trưng bày đẹp. Thì đó là những cái yếu tố mà nó đã tạo nên cái sức hút cho cái model D30 Rose Gold này. Thì Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Cùng xin giới thiệu với anh em, bên cạnh đó thì Khôi ghép với một cái con âm ly đến từ hàng Audio Lab anh em. Audio Lab, model của nó là 8002A series. Đây, con này còn nguyên cả cái thùng xốp luôn anh em. Đây, còn nguyên cả cái thùng xốp catalog luôn nha. Đó, đây nè, nguyên cả thùng xốp catalog. Có nguồn rời rời giấy khịt ở trong này luôn nha. Khôi đang có để máy xuống tí nha. Đó. Đó, ok chưa? Dây nguồn rời khịt ở trong này luôn nè. Máy móc ở trong này còn nguyên catalo luôn nha, tí nữa Khôi sẽ tháo ra nha. Rồi, Khôi để cho quang bên nó rộng chỗ. Rồi, Khôi sẽ tháo ra. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay qua lại cặp loa để anh em cùng xem. Đây nè, loa là đẹp gần như xuất sắc. Cái căng zin này nè, nó là cái căng nhựa nha anh em. Lưu ý là nó phải là cái căng nhựa. Lúc mình có thấy ở trên mạng có một người đăng, nó là cái căng gỗ, nó không phải. Chắc chắn nó phải là cái căng nhựa. Rồi, nó thiết kế hai bát anh em ha. Bát trong lòng nó là 18, còn ở ngoài nó là 20 này. Đây này ha. Rồi, hai bát và một cái loa chép. Đó, đây. Không qua xì ba túc tác anh em nha. Đó, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Anh em để ý nha, các cái góc cạnh nha. Đó. Các góc cạnh rất là đẹp. Tại vì cái màu gỗ này mình không thể tái tạo lại được anh em nếu mà hư. Nên là nhiều cặp loa nó bị hư mà phải sơn đút lại thì nó rất là rẻ, rẻ hơn vài triệu anh em nhé. Lưu ý là dùng Tannoy này không thể làm lại được nếu mà cặp này nó bị hư ha. Đó, anh em cùng xem. Đẹp khủng khiếp luôn, đẹp xuất sắc anh em. Dưới này có một cái chân đế này nè nha. Đó, đây là thêm này đẹp. Thật sự là mình quá bất ngờ vì trên bãi á thì mình không có lên đó để nhìn thấy được anh em. Mà khi ship hàng về tới là mình rất là tuyệt vời. Đây này, tem vàng anh em ha, dưới này. Số series cũng như là cái model này. D30 Rose Gold ha. Đó. Thì cặp này mình có thể đánh được BY. Đó. Cầu loa còn anh em nha. Cầu loa đồng này đó, không? Còn của hàng luôn. Nói chung là tuyệt vời anh em ha. Định của định. Cái lưới này thì khi nếu như mình lắp vào thì nó sẽ như thế này. Đó, anh em cùng xem. Đó, nó sẽ nổi lên. Rất là đẹp. Đó, cái này bên nó dính bụi. Đó, anh em cùng xem. Khi mình lắp vào nó là như vậy ha. Đó. Bên này, cái lưỡi này mình chưa lau nè. Chưa lau nó còn bụi ha. Đó. Rất tuyệt vời. Anh em nhìn từ xa này, đó, thấy được cái độ đẹp của nó ha. Rồi, bên này cũng vậy nè. Bên này cũng vậy. Đó, cũng lưỡi zin này càng zin luôn. Không có một vết sờn vết nào hết. Đây, cái loa rất đẹp. Đó, anh em cùng xem. Được gọi là đẹp xuất sắc cái này. Đó. Góc cạnh này nữa anh em này. Đó, nhìn nè, thì như Khôi nói là không thể sờ bá túc tác nếu mà cái riêng cái dòng tắt nói này nó phải đẹp anh em ha, rất là tuyệt vời. Đó. Quay rất là rõ ràng và kỹ lưỡng anh em. Tem vàng này ha, còn nha anh em. Sau này thì cũng đây. Đó. Xíu series rồi model rồi made in UK anh em nhé. UK là made in Anh đó nha. Đó. Cầu loa còn luôn cả cái cầu có cái chữ Tannoy ở dưới anh em nhé. Rất tuyệt vời. Rồi, đảm bảo với anh em là không có cặp nào đẹp hơn nếu mà anh em đã xem trên thị trường đã bán rồi, đã bán những cặp này rồi ha.
cái này nó bị móp một tí này, thì cái này mình sẽ hít nó ra được anh em nhé, không vấn đề gì anh em nhé, hít ra bình thường. Tại vì bây giờ tối khuya rồi, 11 giờ đêm rồi, nên Khôi tranh thủ quay clip cái tối á nha, bằng cái đó mình sẽ lấy ra. Rồi mình lột ra luôn này, để tí nữa Khôi sẽ test chất âm. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ đưa cái con này ra và test cho anh em ha. Đó, nguyên cái bộ phụ kiện của nó này. Con máy rất là nặng này, rất là chất lượng luôn, cực kỳ nặng anh em nha. Đó, trong này nó còn catalog này nè, còn catalog ha. Đó, mình bỏ vô lại. Rồi đây con máy mình rút cái bao này niêm phong ra nha mọi người. Đó, đây anh em cùng xem qua này, đẹp khủng khiếp luôn ha, đẹp khủng khiếp. Đó, tuyệt vời luôn. Rồi cầu loa phía sau này dắt màu vàng chưa qua sử dụng luôn anh em, theo thùng xốp là rồi chưa sử dụng ha. Bây giờ Khôi sẽ đỡ lên trên này mình nhìn cho kỹ hơn. Đây nè, anh em nhìn ha, đẹp ống ánh luôn nha. Đó, nhìn cái mặt của nó nè, ống ánh luôn. Đó, các con này đều là ốc lục giác hết nha, ốc lục giác hết nè. Đó, ốc lục giác. Đó, chưa có cắm điện là chưa có sử dụng luôn anh em, chắc vàng chưa sử dụng ha. Thì cái con này, con 8002A này là một trong những cái đèn lớn, công suất tới 440W anh em nha, dây điện nguồn rồi. Đó, đến hai cặp loa này. Đó, rồi bên này thì dây nguồn đây này. Đó, dây nguồn ha, nó sử dụng điện 220 nè. Đó, điện 220. Rồi khiển đây nè, đây khiển zin luôn nha. Đó, mình lấy ra luôn cho anh em xem, lấy cũng được không lấy cũng được, không cần lấy nè. Đây khiển zin của hãng, khiển zin audio lab anh em ha. Rồi ok, đó là xong về cái bộ gác này. Hôm nay thì cô sẽ đưa máy ra xa chút nữa anh em ngắm nhìn lại nha, để thấy một cái bộ ghép đẹp hay và trưng bày luôn. Đó, rồi đèn hơi chói tí nhưng mà thật sự là nó, anh em nhìn về hướng này rất là tuyệt vời ha. Rồi ok, thì mình nghe thử chất âm và xem báo giá vào cuối clip nhé. To give that same old
18.500.000, còn cặp loa là 15.500.000. Anh em thích cái món nào thì alo cho Khôi để mình cùng sở hữu. Riêng cặp loa thì Khôi cũng chia sẻ với anh em là một cái xuất sắc, không quá túc tát nha, thì nó sẽ cao hơn những cái cặp loa mà đã qua dùng rồi hàng bờ, thì nó chỉ tầm 10-12 triệu thôi đó. Anh em lưu ý như vậy, hàng bờ thì sử dụng rồi thì phải giòn, giòn thì nó mất cái vân nha. Khôi đã chia sẻ rất là rõ rồi để anh em phải so sánh, nên mà anh em nào cảm thấy hợp lý, thấy đúng với cái giá trị của mình thì mình liên hệ với Khôi để cùng giao lưu nha. Còn mà thấy khó quá thì bỏ qua, không nên comment những lời khó nghe mắc với rẻ em nhé. Rồi là tiền nào của nó này thì có cái giá trị của nó ha. Đó, đây Khôi quay lại thêm một lần nữa em nhé. Cái điện thoại nó hơi bị mờ nè, hơi bị mờ, nhưng mà thực tế thì nó rất đẹp, đại loại nó vậy ha. Rồi cảm ơn em. Thì giao dịch thì chuyển khoản đủ thì Khôi vẫn bao ship cho anh em trong cái mùa Covid, mùa hè này. Còn nếu mà ship code thì cộng trừ cho Khôi 30% và không bao ship nhé. Rồi, còn ở Sài Gòn thì anh em ghé chợ hoặc cho địa chỉ mình giao tận nhà đều được. Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.